Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cập nhật BIOS đối với dòng main Giga. Hiện nay thì mình đang có một cái main Giga có cái mã là H81MD2V. Đấy, thì các bạn để mà xác định được main của các bạn, thứ nhất là của hãng nào này, thứ hai là của mã nào, thì các bạn cần phải mở nắp máy ra để các bạn kiểm tra xem là main của các bạn thuộc dòng nào. Thì đây là mình đang có một chiếc H81MD2V. Ở đây mình cũng đã có sẵn một cái main mình tìm ở trên mạng, vì cái main này nó giống với cái main thực của mình, nó hình ảnh rõ nét nên mình lấy ở đây để mình cho các bạn biết. Thứ nhất này, thì mình phóng to thì các bạn thấy này, chỗ này là nó ghi mã là main Giga này, H81M-D2V, đây là main của mình. Và đối với main Giga thì các bạn lưu ý, một main Giga thì luôn luôn ở cái góc của main ấy, nó ghi là reverse này, 1.0, 1.0, 2.0 hay 3.0 thì các bạn phải xem nó ghi ở đây là bao nhiêu. Đấy, nghĩa là phiên bản ấy, phiên bản nó khác nhau. Khi các bạn xác định được ở đây là reverse bao nhiêu thì các bạn vào Google tìm kiếm đúng cái mã của các bạn. Đấy, mã là H81MD2V thì các bạn vào Google tìm kiếm. Bạn gõ driver Giga. Giga H81M-D2V. Rồi, các bạn tìm kiếm. Đây, driver Giga H81M-D2V này. Đấy thì các bạn thấy này, nó có từng các cái phiên bản khác nhau. Đây là phiên bản 1.0, 2.0 là phiên bản sau này. Đấy thì của mình là cái main phiên bản cũ 1.0. Thì mình sẽ tích chuột vào đây. Bạn vào phần hỗ trợ này. Đấy. Và cái chỗ driver OS này thì bạn chọn on tất cả các hệ điều hành, các bạn chọn on. Đấy, rồi bạn lăn chuột xuống. Các bạn lưu ý nhé, nếu mà 1.0 thì bạn phải chọn đúng, còn nếu của bạn 2.0 thì bạn tích vào đây. Đấy, thì các bạn tìm đến cái phần BIOS này. Đấy. Thì cái BIOS đầu tiên ban đầu của mình nó rất là cũ rồi. Để xem cái phiên bản BIOS hiện tại của bạn là F mấy thì bạn vào cái ô tìm kiếm ở đây. Các bạn gõ MS Info 32. Thì nó có một cái bảng System Information, thông tin về main của bạn. Bạn tích chuột vào đây. Đấy. Thì ở đây nó sẽ liệt kê khá đầy đủ cho bạn. Đầu tiên là hệ điều hành mình đang sử dụng này. Thứ hai là version của Windows này. Đấy. Hệ điều hành khác này. Cái hệ điều hành này của Microsoft này. Rồi hãng của Gigabyte này. Model là H81MD2V này. Nó ghi rõ đầy đủ. Và đây là chip của mình này. Đấy, 2 core này. BIOS. Hiện nay thì mình đã cập nhật con BIOS này lên cái phiên bản mới nhất là F6 ngày 11 tháng 8 năm 2015. Đây, mình sẽ kéo xuống này cho các bạn so sánh nha. Đấy, F6 này, ngày 11 tháng 8 năm 2015, là vì mình vừa mới cập nhật. Đấy, F6 đây, cho các bạn so sánh này. F6 nha, ngày 11 tháng 8 năm 2015 này. Đấy, là cái BIOS này mình vừa mới cập nhật xong. Và mình đã cập nhật xong thì bây giờ mình đang làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn cách cập nhật chính xác nhất. Ngoài ra còn nhiều các cái thông số khác nhưng mà các bạn không cần quan tâm, mà các bạn chỉ cần quan tâm là thứ nhất là hãng này, Giga này, main này, thứ hai này, model của nó là H81MD2V này, thứ ba là BIOS này, version bao nhiêu, cập nhật năm nào, ngày nào, tháng nào, và cái này nó đã phải là mới nhất chưa. Khi bạn xác định được rồi nhá, thì bạn vào trang chủ của Giga, bạn tìm đúng cái mã này, bạn tải về. Mình có thể mở cái trang tiếng Anh này cũng vậy, vào cái mục support đây.
đúng cái mã này. Rồi, ok. Thì cái phần BIOS này, các bạn update cái năm mới nhất ở đây, nó có 2014, 2015 là mới nhất này. Đấy. Các bạn download xuống này. Mình sẽ đặt cái tên này ở ngoài desktop này. Rồi, trước tiên thì mình đã cập nhật, mình đã quay lại một cái video màn hình BIOS. Đây. Đây nha, khi lúc mình khởi động lên này thì mình bấm vào cái phím En này để mình kiểm tra xem. Đấy, mình liên tục ấn phím En. Rồi thì nó xuất hiện cái màn hình này, cập nhật BIOS này. Thì khi mình chưa cập nhật thì cái BIOS của mình version là F1 này, và nó BIOS này là năm 15 tháng 7 năm 2013. Đấy, thì khi nãy mình đã cập nhật là 2015 và cái version là F6, model này H81M gạch D2V. Rồi, ok, mình sẽ hướng dẫn bạn tiếp theo. Khi bạn đã tải được cái BIOS này xuống, bạn giải nén ra desktop này luôn. Bạn giải nén ra một cái thư mục này. Rồi, tiếp theo bạn sẽ cần một cái USB bạn cắm vào máy tính. Hiện nay mình đã cắm vào một cái USB đây. Cái BIOS này dung lượng nó chỉ có 8 MB thôi. Đấy, các bạn thấy này, nó chỉ có 8 MB thôi. Nên các bạn sử dụng cái USB 1 GB là được. Thì ở đây mình đang có một cái USB 2 GB. Bạn cắm vào máy tính và bạn format cái USB này chuẩn định dạng FAT32. Bạn vào format này. Bạn lựa chọn là cái định dạng FAT32. Và cái volume này mình sẽ để là USB. Cái tên này bạn thích đặt gì cũng được. Đấy, mình sẽ đặt tên cái volume là các bạn tiến hành format. Ok. Tiếp theo bạn copy toàn bộ cái folder khi nãy bạn giải nén cái BIOS mà bạn download về. Các bạn nháy chuột phải, copy và đưa vào USB. Rồi, xong bước này, bạn tiến hành tắt máy, khởi động lại máy. Đấy, khởi động lại máy. Khi khởi động lại máy thì cái USB của các bạn phải cắm vào máy tính nhé. Đấy, khi các bạn bật máy thì các bạn liên tục bấm phím tắt là phím En ở trên bàn phím để nó xuất hiện cái cửa sổ này. Đấy, bạn bấm phím En. Bấm phím En. Rồi, hiện nay thì cái model này nó đang là F1 này. Model này, version BIOS F1 này. BIOS date này, ngày tháng năm này, 2013 này. Thì cái cửa sổ này nó có hai cái dòng bạn quan tâm. Đầu tiên là cập nhật BIOS, dòng thứ hai là lưu BIOS tới USB. Thì mình khuyên các bạn nên thực hiện cái bước đầu tiên, đó là lưu cái BIOS để trường hợp nhỡ bạn có update cái BIOS nó không tương thích hoặc nó không hỗ trợ đầy đủ thì bạn còn có thể cập nhật cái BIOS version cũ được. Đấy là trước khi bạn update thì bạn cần phải backup cái version cũ là cái F1 này này. Nếu như các bạn đang chạy ổn định và nếu như bạn cập nhật lên mà nó bị lỗi thì bạn có thể quay lại cái F1 này được. Rồi bây giờ mình sẽ bấm chạy tiếp này. Đấy, thì các bạn chọn cái dòng lưu BIOS tới Drive. Drive ở đây là cái ổ USB của bạn. Sau đó thì cái dòng này này, bạn bấm Enter chọn đúng cái USB. Bước này là các bạn đặt tên file BIOS, bạn thích đặt tên gì cũng được. Đấy, mình đặt tên là Backup BIOS. Cái file này nó sẽ được lưu vào USB của bạn. Sau đó thì bạn bấm Enter, đấy, nó sẽ lưu vào ổ USB.
Rồi, đã lưu vào USB rồi. Bây giờ bạn chuyển sang cái dòng update BIOS từ USB. Bạn chọn cái dòng đấy. Đấy, chọn dòng này, Enter này. Rồi, lúc này thì trong USB của bạn nó sẽ có hai cái file chính. Một cái file này là cái file backup khi nãy các bạn backup cái BIOS version cũ F1 này này. Còn cái dòng này này là một cái folder khi nãy các bạn copy vào đây. Bây giờ bạn sẽ di chuyển sang cái folder H81DIV này, version F6 này này. Đấy, bạn Enter. Rồi, trong cái folder đó thì các bạn có 3 file. Cái file chấm đuôi chấm bát này, file đuôi chấm exe này và file đuôi chấm version F6 này. Thì các bạn chọn vào cái file thứ 3 này này, cái file H81MDIV.F6. Bạn chọn cái file này và bạn bấm Enter. Chứ các bạn đừng chọn vào cái file exe này nhé. Bạn bấm vào cái file này này. Đấy, thì tự động nó sẽ tự động. Cái cửa sổ này hiện lên thì bạn bấm vào cái yes này này. Đấy, nó hỏi bạn là bạn có chắc chắn update BIOS hay không. Thì bạn chọn yes này. Đấy, bạn bấm vào yes này này. Cái bước cập nhật BIOS này các bạn đảm bảo là không được rút nguồn điện, không bị mất điện đột ngột. Nếu không thì cái main của các bạn có thể nó sẽ bị hư hỏng. Nên khi các bạn cập nhật cái BIOS này các bạn hết sức lưu ý. Nó chỉ chưa đến 1 phút là nó đã cập nhật xong rồi nên các bạn hầu như cũng yên tâm. Đấy, trước khi mình cập nhật thì nó là F1. Sau khi cập nhật thì nó sẽ là F6 BIOS năm 2015. Bước này thì hầu như bạn không cần phải làm bất cứ một thao tác nào cả. Các bạn cứ để im cho nó chạy. Nó chạy xong thì tự động nó tắt và nó khởi động lại máy tính cho bạn. Đấy, các bạn chú ý này, không được tắt máy hoặc khởi động lại hệ thống. Tuyệt đối không được tắt máy nhá các bạn nhá. Rồi, nó sẽ khởi động lại. Khi cái màn hình này thì mình bấm phím F9 để kiểm tra thông tin về BIOS xem đã cập nhật chưa này. Mình bấm phím F9. Đấy. Thì lúc này các bạn thấy này, BIOS version nó đã là F6 rồi này. Đấy, và update là 2015 rồi này. Và sau khi các bạn update xong thì bạn lại vào lại cái ô tìm kiếm này, bạn gõ cái từ info 32 để vào cái system info thông tin để các bạn xem. Đấy, thì các bạn thấy ở đây cái version BIOS này. Đấy, nó đã cập nhật mới nhất là F6 rồi này. Ok, cái bước cập nhật BIOS nó không có gì là khó. Cái quan trọng là bạn phải tìm đúng cái mã modem của main. Modem này. Và các bạn phải tìm đúng cái phiên bản 1.0 hay 2.0. Đó, thì cái bước update nó vô cùng đơn giản như vậy. Chúc các bạn thành công.